Những ngày này không khí chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ Bắc Sơn, tiền thân của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc, 27 tháng 8 năm 1949, 27 tháng 8 năm 2024 đang diễn ra hết sức khẩn trương sôi động. Trên tất cả những con đường từ trung tâm huyện đến các xã, tại các cơ quan đơn vị trường học tràn ngập sắc đỏ cờ hoa. Những tấm băng rôn khẩu hiệu được treo trang trọng, cờ đỏ thắm rực rỡ trên khắp các tuyến đường. Các hộ dân hai bên đường ai nế đều vui tươi phấn khởi treo cờ tổ quốc để chuẩn bị đón chào ngày lễ. Khu vực trụ sở huyện ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và dọc tuyến đường trục chính, cờ đỏ băng rôn khẩu hiệu Pano được treo trang hoàng đỏ thắm rực rỡ, tuyên truyền về đảng, về bác hồ kính yêu, tạo niềm hân hoan, không khí vui tươi rộn ràng, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tin yêu đối với đảng, niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước của mỗi công dân đồng thời khích lệ cổ vũ các thế hệ người dân Ngọc Lạc tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, phát triển tỉnh nhà và đất nước phồn vinh hạnh phúc. Trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ Bắc Sơn, tiền thân của Đảng bộ huyện Ngọc Lạc, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện nhà nguyện quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 và quyết tâm đưa huyện ngọc lạc trở thành huyện miền núi đầu tiên của tỉnh thanh hóa về đích nông thôn mới